Đây. Thì nãy giờ anh em mình chiên cũng được một mớ các bạn. Hai miếng. Hai ba miếng. À, không có đồ chở nên hơi hơi khó chiên xíu nha bạn. Giờ đang chiên miếng thứ 33 nha các bạn. Về chiên năng năng niu từ 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 từ. Đó, thấy là chiên nhẹ không nội ơi. Đây có hai trái gì đó? Cá. Cái đó là sầu. Trái cà cà tím nha các bạn. Cà lông. Cái này cà. Cà tím cà tím nướng gì ta? Cái này nướng gì ta? Nướng mọi hả? Cà cà tím xông khói. À, anh Toàn ước mơ được lớn lao vậy nha. Cái này chắc được 25 giờ. Cái đầu. Thôi từ thôi từ từ nó chở đừng có chở đừng có chở đang bị chở nha bạn cho nó vàng đi hả chở đó giữ hút nè đó giữ nè đổ bạn sao mấy người mà người ta chuẩn bị gói á người ta vừa đổ cái tô á ta hấp bầu này thử mình đun sôi rồi mình đổ cái tô hấp hấp thử rồi anh Toàn thôi nhờ mà sao ngộ ha cái miệng nó dầm hòa nhúng dầu thì mình lấy mì mình để vô trang như luôn ok nó khác hả. Đó, cà từ từ nó vàng rồi kìa, nó vàng rồi kìa. Chở đi, chở đi. Đỡ cò kìa. Béo xin rap mà khúc nhạc 65 người thơ cho anh em nghe hả béo? Rồi đấy, mình đâu có biết rap gì đâu các bạn. Nãy rap gì quên rồi. Hả béo? Anh Toàn ước mơ làm gấp bơ. Đó, đó, đó. Đổ chảo luôn hả? Gấp luôn rồi. Khá là sôi các bạn. Chả. Rồi không? Nó có đợi năm cái gì đó. Mấy con trong một trong rồi. Xíu đi Hùng, để chỉ cho nó chín đi. Xíu cho nó chín. Hùng này nướng, Hùng này chiên khéo nè. Hùng chiên khéo ra lòng rồi. Chuyện gì đây, nó chiên được miếng đẹp nhất nè. Thêm dầu, thêm dầu vô. Đó. Hùng hiện tại chưa có bồ nha các bạn. Hùng hiện tại chưa bồ. 2k2. Nếu mà tính từ trước giờ chắc Hùng chưa có bồ chắc cũng đó. 2k2 hay 2k1 mấy con rồi. 2k1. Còn mình sẽ gắt vừa lại nha các bạn. Hùng. Anh em mình sẽ đầu tư cho Hùng để có dây chay đi bạn. Thấy chưa? Lỗng. Lỗng đang chảy nước ra. Chị thôi.
ngồi xuống á. Cái này phải có tép mỡ mà quét lên cái cà thôi. Mỡ đó, dạo ăn đó. Tương ớt nội kìa, tương ớt kìa. Xin đi tương ớt rồi đi. Khán giả ta nhìn. Đó. Ủa nãy giờ mình chiên bột xuống đâu ra nước rồi, cào béo. Nó ra nước chảy, nó chảy vô giảm luôn kìa. Đủ chứ đủ cung, trời trời. Hồi nãy giờ có thấy nước không? Đó, đó cho nó ớt nè, ai ớt gì ướp đi. Ở đây. Ủa ta, để mua chai nước nguyên mà sao giờ kỳ chạy. Thôi ông nội toàn nào lấy hối mì ngọt mà ông ăn cái chai tương ớt. Trời ơi là trời chết luôn rồi. Có ai ăn bánh mì ngọt chai tương ớt không? Có, hồ béo. Hồ béo à, trời nào béo bây giờ xem danh sách Cần Thơ à. Giờ ăn xong hết chưa? Hết chưa? Còn miếng nữa. Miếng hai miếng nữa chưa? Báo cũng gần muốn chín rồi, chắc phải cái gì? Thôi chạy đi cuối rồi.